Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Trần Thị Thẩm ạ. Kính bạch sư, cho con hỏi là trong thiền định mới có hỷ, an lạc, định, nhưng trong thiền minh sát quán, khổ, vô thường, vô ngã thì không có hỷ, khinh an, định. Vậy trong thất giác chi có nói hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi. Vậy bảy giác chi này thuộc thiền định hay thiền quán thưa sư? Con kính tri ân ngài. Bảy giác chi thì ở thiền 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 định thì những cái giác chi này nó sẽ rõ ràng trạch pháp trí tuệ, trạch pháp tinh tấn hỷ thì nó sẽ rất là sung mãn ở trong thiền định, kinh an niệm xả định. Thì bảy giác chi thì chủ yếu là thuộc về thiền định, hay một cái người đang thực hành thiền định cũng là cái người đang thực hành cái thất giác chi này cho nó viên mãn. Thế là thực hành những cái pháp về thiền định, thế thì mình sẽ áp dụng cả cái thất giác chi này làm những cái pháp thiện xả để nâng cao cái chất lượng định tâm, để thành tựu được các cái pháp thiền cao hơn. Còn ở trong thiền minh sát thì cũng có trạch pháp, cũng có hỷ, cũng có tinh tấn, cũng có khinh an niệm định giả. Nhưng mà ở trong khi mình đang thực hành thiền minh sát thì lúc đấy là cái nội tâm nó thuộc về nội tâm dục giới, cho nên là những cái giác chi ấy nó sinh khởi nó cũng không mạnh bằng ở trong cái tầng thiền. Trong tầng thiền thì những giác chi nó sẽ mạnh hơn. Con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Trần Thị Thẩm ạ. Kính bạch sư, trong ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tượng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, thì sắc uẩn, thọ uẩn là tâm quả phải không bạch sư? Con kính tri ân ngài. Sắc thọ tưởng hành thức nó đều có cả cái sắc, thì nó cũng có đều, nó có cái sắc do nghiệp sinh ý, thì đó nó cũng là quả của nghiệp. Trong 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 năm uẩn cái nó đều có hết, cái sắc do nghiệp sinh, có sắc tâm thời tiết vật thực, đấy là sắc, nó cũng thế, nó cũng có nhiều cái nguồn gốc. Còn thọ hay tưởng hay hành hay thức đấy, nó cũng đều có cái nguồn gốc. Ví dụ như thọ ở trong tâm quả, ví dụ như là trong nhãn thức, đó là cái tâm quả, nó có xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, thì cái thọ đấy nó thuộc về tâm quả. Nhưng mà cái thọ nó ở trong những cái tốc hành tâm, tốc hành tâm thiện hay tâm bất thiện ấy, thì nó cũng có thọ. Thì cái thọ đấy thì nó lại là ở trong những cái tâm ở hiện tại này, chứ nó không phải là tâm quả nữa, mà nó lại là nhân. Thì có thọ là quả, có thọ là nhân, có tưởng là quả, cũng có tưởng là nhân, hành cũng có hành là quả, có hành là nhân, thức cũng vậy. Vậy thì thọ tưởng hành thức nó cũng có ba loại, có khi nó là quả, có khi nó là nhân, mà cũng có khi nó là duy tác, không nhân không quả. Nó còn tùy theo nó đi ở trong cái nội tâm nào thì nó sẽ thuộc về cái tâm đó. Ở trong tâm quả thì nó là quả, nó ở trong cái nhân thì nó là nhân, nó ở trong cái tâm duy tác thì nó không nhân không quả. Dạ, thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Xuyến Phan ạ. Con xin thành kính đảnh lễ sư. Con thưa sư, con thuần thục hơi thở rồi. Giờ con đang học niệm 9 ân đức Phật. Con niệm ân đức 1 và 2. Con hiểu được hai ân đức này thuần thục rồi. Còn ân đức thứ ba trở lên, con không hiểu tiếng Bali. Con kính mong sư chỉ dẫn cho con tiếng Việt để việc hành thiền của con tiến lên ạ. Ân đức Phật Arahant là ân thứ nhất, thì ân này có năm nghĩa, cần phải học với cả năm nghĩa ấy. Vì Đức Thế Tôn là bậc đã hết tham sân si nên ngài xứng đáng được cúng dường, vì giới định tuệ của ngài không ai sánh bằng nên ngài xứng đáng được cúng dường, vì ngài đã nhổ nên cái mũi tên tham ái, đã bẻ gãy được cái mắt duyên khởi, cho nên ngài xứng đáng được cúng dường. Vì ngài không có làm cái nỗi lầm gì ở nơi vắng vẻ kín đáo nên ngài xứng đáng được cúng dường. Thì phải cả năm cái nghĩa đấy, niệm cùng với ân đầu tiên Arahant, rồi niệm ân thứ hai Sammasambuddho, là bậc chánh đẳng chánh giác, niệm ân thứ ba Vichara-charana-sampanno, thì Đức Thế Tôn là bậc đầy đủ cả minh lẫn hạnh. Thì ngài có những cái minh, minh là thuộc về trí tuệ,
còn hạnh nó thuộc về giới đức, thuộc về đức hạnh nhỉ? Thì mình cần phải hiểu về cái giới đức, đức hạnh của Đức Phật rồi tưởng niệm đến cái ân đó. Thì cái này phải phải học để mà ghi nhớ được, sau đó thì mới thực hành được cả chín ân. Thì phải rất là dài, mình cần phải học cái chín ân đó, nhớ thuộc cả tiếng Bali, cả cái ý nghĩa về tiếng Việt nữa, rồi thực hành tuần tự từng ân một. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả không ghi tên ạ. Con thưa sư, có rất nhiều người họ không tu tập một pháp môn thiền chỉ hay là đề mục thiền quán rõ ràng, và họ chỉ có tu tập chánh niệm tỉnh giác với những công việc hàng ngày, và khi họ mua bán công việc họ biết mình đang làm gì. Vậy họ có trên con đường có thực sự hành đúng đắn hay là đang đi trên con đường sai? Và nếu hành thiền như thế có giải thoát và có sự đi đến bờ giác ngộ được không thưa sư? Con xin tri ân sư. Mọi cần phải đi từ thấp đến cao. Nếu như mà một cái người mình chỉ đi đến bậc thang thứ hai, có 10 bậc thang mình mới đi đến bậc thứ hai mình đã dừng lại, thì mình chỉ sẽ cứ dừng ở đấy hoài. Mình bảo mình đi lên tầng lầu thứ 10, mình đi lên được đến tầng lầu thứ 3 rồi mình dừng ở đấy, mình bảo tưởng rằng đấy là lầu thứ 10 rồi, thì mình sẽ không đạt được mục đích. Thì cái này cũng tương tự như cái bài kinh ví dụ nói cây này, phải lấy được nõi cây, lấy được cái vỏ cây đã tưởng là nõi cây. Như vậy với một cái người mới bắt đầu vào tu tập thì Đức Phật sẽ dạy vị ấy là chánh niệm, nhận biết các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi. Rồi vị ấy thuần thục rồi thì Đức Phật dạy vị ấy hãy tỉnh giác khi đi, khi duỗi co cúi ngước, khi ăn, khi nhai, khi nói, khi làm việc gì, thì nhận biết mình đang làm việc ấy. Đấy là một cái cách phát triển về cái chánh niệm, về tỉnh giác. Sau khi vị ấy đã thuần thục rồi thì Đức Phật lại dạy vị ấy hay đi đến gốc cây, ngôi nhà trống, ngồi kiết già nương thẳng để niệm trước mà chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra. Nên là đấy là một cái bước thứ ba, là sau khi đã thuần thục chánh niệm tỉnh giác rồi, vị ấy cần phải thực hành một cái pháp thiền để chứng đắc được các tầng thiền, để ni dục bất thiện pháp chứng và chú thiền thứ nhất, thiền thứ hai, ba, bốn đấy. Khi mà chứng được các tầng thiền rồi thì vị ấy lại tiếp tục được Đức Phật dạy là hãy quán về địa đại, địa thọa đại tuệ đại phong đại, tức là thực hành thiền tứ đại để phân tích ra các cái sắc uẩn, rồi phân tích ra thọ tưởng hành thức, rồi phân tích các pháp duyên khởi, rồi thấy tính sinh diệt, đi vô thường của vô ngã của nó. Rồi khi mà vị ấy quán tuệ chi được năm uẩn, tuệ chi được sự sinh diệt như vậy, rồi khi đi đứng nằm ngồi vị ấy luôn luôn quán cái tính sinh diệt, cái thân danh sắc này nó luôn sinh diệt trong khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi nữa, thì cái đấy lại là một cái mức độ, một cái sự thực hành cao hơn. Còn nếu như mà vị đấy chỉ còn thấy là cái thân này là ta, là của ta, tự ngã của ta, nó đi, nó đứng, nó nằm, nó ngồi, thì vị đấy đang sống với cái tưởng chi, chưa thành tựu được cái trí tuệ, cho nên là không thể thoát khỏi cái phiền, cái vô minh tham ái chấp thủ được và không giác ngộ được. Thế nên là khi nào vị ấy cần phải tu những cái pháp thiền cao hơn nữa cơ, chứ không chỉ dừng lại ở cái sự chánh niệm tỉnh giác trên mọi cái hoạt động oai nghi. Thế mà khi mà vị đấy lại chưa thọ trì những cái pháp cao hơn, hay là khi mà một vị mà vị ấy đã tu thành tựu hết tất cả các pháp rồi, ví dụ vị ấy trở thành một vị A-la-hán rồi, vị ấy không còn việc gì phải làm nữa, thì khi đi đứng nằm ngồi, duỗi con cúi ngước, nói làm việc gì, vị ấy cũng có cái chánh niệm tỉnh giác một cách tự nhiên. Tức là đấy là một cái vị mà đã hành làm xong những việc cần làm rồi, thì vị đấy tự động có chánh niệm tỉnh giác. Lúc đấy vị ấy thể nhập với chánh niệm tỉnh giác, đi đứng nằm ngồi hay làm việc gì, vị đấy đều có chánh niệm, vì lúc ấy nó không còn phóng dật, nó không còn tạp niệm nữa, thì vị đấy lại nhận biết cái điều đó một cách rất là tự nhiên mà không cần phải nỗ lực cố gắng. Còn nếu như một người vị đấy chưa thành tựu được những cái pháp như là chưa chứng thực tầng thiền, chưa có thiền tuệ, chưa quán được cái vô thường của vô ngã, chưa chứng được đạo quả, mà đã dừng lại ở cái chánh niệm tỉnh giác đấy, thì đó là một sai lầm mà vị đấy không nhận ra, thì vị ấy không thể tiến bộ được. Dừng ở đấy thì vị ấy thì cũng có thành tựu được một chút công đức, nhưng nếu vị đó nầm tưởng nghĩ rằng đây chỉ dừng lại ở đây mà chứng được niết bàn,
thì lại rơi vào cái nầm tưởng ấy, rơi vào cái tà kiến và sẽ rơi vào khổ đau. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Khánh Hỷ ạ. Dạ, con thưa sư, con được biết truyền thống Pa Ao, chủ trương thiền định. Khi những người như con muốn theo truyền thống này, nhưng con là người đa văn từ ngữ và ngoại ngữ cũng giỏi. Vậy làm cách nào để định tâm ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái phương pháp thiền định có rất nhiều phương pháp và mỗi một cái pháp sẽ phù hợp với những cái căn tánh khác nhau. Như là người có tánh tham dục mạnh quá thì sẽ niệm những cái pháp bất tịnh, quán về bất tịnh, quán tử thi, quán sự chết, hay là niệm bộ xương, ba hai thịt chuộc, thì nó sẽ phù hợp với cái người đấy. Người có tánh sân thì lại tâm từ, tâm bi, hỷ xả, người đức tin thì niệm Phật, pháp tăng. Người có cái tánh tuệ nó mạnh quá thì sẽ thực hành pháp thiền phân tích, như là thiền tứ đại, thì đó cũng là thiền định. Vậy thì nếu như mà một cái người mà mình thấy rằng mình có cái tuệ nhạy bén thì mình sẽ thực hành những cái pháp thiền có cái tính phân tích cao. Có thể là mình thực hành thiền tứ đại cũng được, thực hành ba hai thì trưởng được, quán về sự chết cũng được. Những cái pháp thiền đấy nó sẽ phù hợp với cái người có cái tuệ hay suy luận hay là hay phân tích đó. Thì ở thiền định cũng thế, cũng sẽ có nhiều cái phù hợp. Hoặc là mình có thể đi thẳng vào thiền quán, phân biệt về danh sắc. Thì đầu tiên cũng phải trải qua thiền tứ đại trước. Thì có rất là nhiều pháp để lựa chọn với mọi cái căn cơ, với mọi căn tánh. Cho nên là mình cứ yên tâm, vẫn có đầy đủ pháp môn cho mình thọ trì. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả không ghi tên ạ. Con kính bạch sư ạ, khi mình biết một vị sư, một vị tỳ kheo bị phạm giới, mặc dù phạm giới không quá nặng, vậy khi đó mình nên làm gì là tốt nhất ạ? Con nên góp ý riêng với vị đó về giới mà vị đó đã phạm, hay con nên từ từ rút lui rời xa vị đó ạ? Hay con cứ im lặng và tiếp tục hộ độ và qua như chưa biết chuyện gì xảy ra vậy sư? Con xin tri ân sư ạ. Nó còn tùy theo từng cái giới. Nếu như mà cái vị đó mà sống một cách buông lung, phóng túng, phóng dật, như là vị đó không có làm những cái phận sự của cái người tu tập, như là học pháp, thực hành pháp, mà vị ấy lại làm những cái việc của một cái người hay là làm những ô nhiễm, những cái thói hư tật xấu hay những cái tệ nạn xã hội ở thế gian, như là vị ấy tụ tập đánh cờ, đánh bạc, uống rượu, uống chè, hay là đi đờn ca múa hát bồ bịch, hay là nói những cái lời thô tục nhảm nhí, sống rất là bậy bạ, thì cái người đấy mình cần phải tránh xa, nên tránh xa, hoặc là thường xuyên làm những cái việc bất thiện đó, thì những cái người đấy thì mình cần phải tránh xa, không nên thân cận, vì thân cận không có mang lại cái lợi ích gì cả. Nhưng mà cũng có những cái người do cái tâm tánh của người ta vụng về, hay là do những cái tập khí, do những cái thói quen ở đời sống thế gian chưa thể gột rửa ngay tức thì được, ngay cả đến những bậc đã chứng A-la-hán rồi vẫn còn có những cái tập khí xấu, đôi khi vẫn nói ra những cái lời nói khiến người ta không vui, đôi khi vẫn có những cái hành động thô khiến cho người ta hoài nghi rằng không biết vị này đã chứng đắc đạo quả chưa. Và ngay thời Đức Phật cũng có thế, nhiều vị đã đến phàn nàn với Đức Phật để được Đức Phật xác nhận, thì các vị ấy mới biết đó là những cái vị thánh nhân, những vị A-la-hán. Vì vậy nên là mình không thể nhìn vào cái hình tướng hay những cái hành động ở bên ngoài đó mà mình có thể phán xét một vị được. Nếu như cái đức hạnh của mình không hơn vị đó mà mình chê bai chỉ trích thì có thể mình sẽ bị quả báo, có thể là vị đấy phạm giới, đôi khi là cố ý, khi vô tình, đôi khi là do cái sự nơ nà phóng dật, đôi khi là do những cái tập khí thói quen, đôi khi là sự tu nó chưa có đạt đến cái mức độ cao, nó còn tùy theo cái trình độ của từng người. Vì vậy nên là mình hãy thận trọng khi nhận xét, khi soi xét, khi đánh giá một người khác.
Vì trong câu hỏi không nêu rõ cụ thể là giới gì làm rõ cái gì, thì sư cũng chỉ nói chung chung như thế thôi. Khi mà thấy là cái vị đó thật là bại hoại về đạo đức, làm những cái việc thật là như những cái tệ nạn xã hội ở ngoài đời, thì đúng là những cái người đó đáng bị chỉ trích, đáng bị tránh xa. Còn đôi khi có những người cũng đang nỗ lực trên con đường tu tập, nhưng chưa đoạn trừ hết những cấu uế phiền não, đôi khi vẫn khởi nên những tâm bất thiện, những cái hành động, những nỗi nập, thì những cái điều đó mình có thể bỏ qua và vẫn có thể hộ trì được. Nên thời xưa có một cái vị tỳ kheo đi xuất gia, rồi sau này vị ấy hoàn tục về, rồi vị ấy lập gia đình có con cái, rồi sau này vị đó dạy những cái người con cái, vì những người con rất là mộ đạo, vị ấy dạy những người con của mình rằng là các con hãy hành xử với những vị tỳ kheo giống như người đi xem xiếc. Người đi xem xiếc mà nhất là xiếc, người ta đi trên dây, các con đừng ngồi xa quá, đừng ngồi gần quá. Ngồi gần quá thì nhìn thấy rõ hết những cái hậu trường, những cái trò của người ta, thì mình mất hết những cái niềm vui. Còn nếu mình xa quá thì không nhìn rõ. Cũng như vậy, thì khi mình thân cận với tăng bảo, với các vị tỳ kheo, không nên quá soi xét và cũng không nên quá gần, không nên quá xa. Nếu mà xa quá thì mình không thân cận, không tạo phước, không cúng dường, không nghe pháp, thì mình không gieo được cái duyên giải thoát. Còn nếu mà gần quá, mình soi xét quá, mình nhìn vào cái nỗi nhiều quá, mình mất niềm tin. Vậy nên là hãy giữ cái tâm ở cái mức trung bình, cái mức trung đạo vừa vừa thôi. Không nên soi xét quá kỹ, mà cũng không nên cách xa quá, ở cái mức vừa vừa là được. Đòi hỏi cao quá không nên, mà dễ dãi ai cũng tin thì cũng không nên. Khi mình có một cái nhìn trung bình là được rồi. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Nhuận Đức ạ. Con thưa sư, con nghe giáo pháp thời Phật Thích Ca chỉ tồn tại 5.000 năm. Đây là thời con người tuổi thọ 100 năm. Nhưng thời Phật Di Lặc, con người tuổi thọ là 80.000 năm. Vậy, có phải giáo pháp thời Phật Di Lặc sẽ tồn tại lâu hơn thời Đức Phật, thời Phật Thích Ca không ạ? Nếu có, tại sao lại có sự khác biệt ấy? Con xin tri ân sư ạ. Giáo pháp có cao thấp khác nhau và cái tuổi thọ ở mỗi thời có cái sự khác nhau. Nhưng mà nói là giáo pháp tồn tại 5.000 năm đấy cũng chỉ là một cái sự nhận định của một số vị trưởng não hay là các nhà chú giải sau này thôi, chứ không phải là trong kinh tạng nói thế. Kinh Đức Phật thì nói là ngày nào còn có người học pháp, hành pháp thì ngày đấy giáo pháp còn tồn tại, chứ không có nói là rõ cụ thể năm tháng. Còn giáo pháp của Đức Phật sẽ, vì cái tuổi thọ con người thời bây giờ rất là ngắn, nếu mà tồn tại được đến 5.000 năm là đã trải qua rất nhiều thế hệ, rất là nhiều đời. Còn giáo pháp của những vị Phật mà sinh ra ở cái thời mà tuổi thọ con người lớn, thì có thể là, nếu mà tính về số năm có thể là dài hơn, lâu hơn, nhưng mà tính về các thế hệ thì chưa chắc đã bằng. Vì cái thời đấy, cái thế hệ này đến thế hệ khác nó quá dài, quá lâu. Nhưng mà tất cả các giáo pháp của các vị Phật nó cũng tùy theo ba la mật của mỗi vị ấy. Vị nào có ba la mật nhiều thì giáo pháp sẽ lan tỏa rộng và tồn tại lâu, hoặc là nó còn tùy duyên từ mỗi thời, mỗi thế, mỗi khác nhau, chứ không có sự giống nhau hoàn toàn. Như các vị Phật ở trong quá khứ cũng vậy, có những cái vị Phật thì có nhiều tăng hội hơn, có nhiều tăng chúng hơn, có độ được nhiều người đắc đạo hơn, có những vị Phật thì có ít tăng hội hơn, có ít tăng chúng và ít người đắc đạo hơn. Thì đấy là nó tùy cái duyên, tùy cái ba la mật của mỗi một vị, tùy cái quá trình thành Bồ Tát đạo của mỗi vị khác nhau. Cho nên cái sự thành tựu, cái Phật quả cũng có cái sự khác nhau, về cái, chứ không phải là vị nào cũng giống vị nào đâu. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Thiền Sinh Mạnh ạ. Bạch sư, con có câu hỏi là nguồn gốc của vi diệu pháp và thanh tịnh đạo từ đâu ạ? Các giáo pháp này có thuộc Tam Tạng Kinh Điển không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nguồn gốc của vi diệu pháp là vào cái năm Hạ thứ bảy, khi Đức Phật lên cung trời đao nợi thuyết pháp độ mẫu thân.
Thì trong 3 tháng ở trên cung trời đó, Đức Phật thuyết vi diệu pháp đến các vị chư thiên. Và hàng ngày cũng vậy, đến cái giờ ăn thì Đức Phật lại biến ra một vị hóa thân Phật thay mình thuyết pháp. Rồi Đức Phật đi xuống khất thực. Sau đó Đức Phật đã thuyết giảng một cách vắn tắt lại cho tôn giả Sariputta Sariputta. Và suốt 3 tháng ngày nào cũng như thế, Đức Phật thuyết giảng một cách chi tiết cạn kẽ ở trên chư thiên. Và vắn tắt nhất là khi thuyết lại cho tôn giả Gián Lợi Phất. Rồi sau đó tôn giả Gián Lợi Phất đã giảng vi diệu pháp lại cho 500 vị đệ tử, là 500 vị tỳ kheo, đệ tử của Đức Phật. Thì sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, tam giáo pháp được kết tập, thì lúc ấy vi diệu pháp cũng nằm ở trong tạng kinh. Lúc ấy chưa chia hẳn ra thành luận tạng, thì vi diệu pháp được gộp vào trong kinh tạng, tiểu bộ kinh. Cho đến những lần kết tập thứ hai, thứ ba sau này, thì vi diệu pháp mới tách ra thành tạng vi diệu pháp. Thì đấy là nguồn gốc của vi diệu pháp là thế, được bắt nguồn từ khi Đức Phật thuyết pháp ở trên chư thiên. Còn thanh tịnh đạo là một cái bộ luận được tôn giả Buddha Gosa đã soạn thảo vào thế kỷ thứ năm. Vậy thì lúc đấy đã cách Đức Phật khoảng 1000 năm rồi, ở tại đảo Tích Na. Thì thanh tịnh đạo là một tác phẩm mà được một vị trưởng lão biên soạn, tức là đã rút ra những cái xúc tích nhất ở trong những cái kinh, những cái sự dạy về những cái pháp về giới, những cái sự xúc tích về giới định tuệ, tức là những cái sự tu tập đấy, cũng là một cái giống như là một cái giáo trình về pháp hành, về pháp để cho mọi người thực hành cái pháp về giới, cái giáo trình về 40 đề mục thiền định và cái giáo trình về thiền tuệ. Thì tôn trưởng lão Buddha Gosa lấy cái cảm hứng từ cái bài kinh chạm xe, nói về 7 chạm xe, đó là cái sự đàm luận giữa tôn giả Sariputta với tôn giả Buddha. Nó nói về 7 cái bước đi đến Niết Bàn, 7 bước thanh tịnh ấy. Thì trưởng lão Buddha Gosa cũng đã lấy ra 7 cái bước thanh tịnh đó để phân tích, để biên soạn một cách chi tiết hơn từ những cái bước thanh tịnh: giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, hoài nghi, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, đạo hành chi kiến thanh tịnh và chi kiến thanh tịnh. Thì đấy được gọi là thanh tịnh đạo, tức là cái con đường thanh tịnh từng bước từ thấp đến cao một. Thì cái điều đó nó cũng phù hợp với những cái pháp hành, những cái lời dạy của Đức Phật. Nên trong những cái người thực hành bây giờ hay nói đến thanh tịnh đạo, nhắc đến thanh tịnh đạo, vì đó là một cái lộ trình, một cái giáo trình tu tập rất là đầy đủ về cái pháp hành. Cho nên là được rất là nhiều những cái bậc trí thức từ xưa đến nay rất là ca ngợi về cái lợi ích của cái cuốn thanh tịnh đạo đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiền Sinh Mạnh ạ. Bạch sư, con ngồi thiền niệm hơi thở đôi khi bị lắc lư hoặc bị cúi mặt xuống, hay người nóng ran lên, bị chảy nước miếng, đó là do nguyên nhân gì và cách khắc phục như thế nào ạ? Con nghe một vị sư khác nói đó là sự trổ nghiệp Sankara khi bắt đầu có định tâm. Theo sư, có đúng như vậy không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Này là do mình nhờ, do cái tâm nó cũng còn bị dao động, chưa được thản nhiên lắm, tức là do cái tâm mình nó còn hơi gượng, nó mất tự nhiên. Là khi ngồi mình quá là chú trọng, quá là một là mình quá căng thẳng, quá là chăm chú, hai là mình còn luôn luôn có cái sự suy xét, có cái sự nhận định về cái sự thực hành của mình. Mình lúc thì đánh giá mình hành tốt hay hành không tốt, mình so sánh cái thời trước thời sau, người này người kia, do mình hay nhìn nhận hay phán xét hay xem xét mình như thế nên nó mất cái sự tự nhiên đi, làm cho cái tâm núc nó không được tự tại, cái tâm nó không được thản nhiên. Cho nên là nó, cái tâm núc thì nó khởi lên một cách mạnh mẽ, mà núc thì tức là cái tần suất tâm
nó không được bình thường ấy. Nó cho nên ấy được gọi là cái sự dao động, vì cái tâm nó dao động nó khiến cho cái thân mình dao động, cho nên là mình cảm thấy nó có cái sự nắc nư. Hoặc là lúc đấy mình cũng có một chút tiến bộ ở trong cái chánh niệm, cũng đạt được một chút định, nhưng mà nó còn thấp. Thôi cho nên là mình cũng cảm thấy nó có cái sự phấn chấn, có cái sự phấn khởi ở trong đấy, cho nên là cái sự tinh tấn có thể nó sẽ tăng trưởng quá, thái quá, cho nên là nó cũng sinh ra những cái điều đó. Nếu như mình biết cách quân bình lại năm căn, tín tấn niệm định tuệ ấy, mình biết cách quân bình, đừng để cho cái gì nó lấn át cái gì, và ngồi chú trọng được vào cái sự tự nhiên nhẹ nhàng, thì dần dần những cái đấy nó sẽ bớt đi. Bớt đi, và đừng nên suy xét nó là nghiệp hay là cái gì, cũng đừng nên nghe người khác phán xét nói rằng nó là cái này cái kia rồi mình chấp vào đó, càng chấp vào đấy thì nó càng loạn tâm, mà hãy buông nó đi, hãy quên nó, đừng để ý đến nó, và để tâm cứ thực tiếp tục thực hành một cách nhẹ nhàng tự nhiên hơn, rồi dần dần những cái điều đó sẽ khắc phục được, không khó khăn. Nên là càng phán xét, càng quan tâm đến nó thì nó càng tăng lên, nằm nơ nó đi, đừng để ý gì đến nó thì dần dần nó sẽ hết đi. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Lê Thị Bích Lan ạ. Dạ, kính bạch sư, làm thế nào để ngăn tâm bất thiện và phát triển tâm thiện ạ? Con xin tri ân sư ạ. Ngăn tâm bất thiện và phát triển tâm thiện, thì cái nguồn gốc mà mình phát sinh ra những cái tâm thiện và bất thiện này là do những cái sự tác ý của mình. Nếu mà mình mà có cái tác ý chân chánh, tác ý đúng, hay là mình có cái sự hiểu đúng, nhận định đúng, suy xét đúng, thì nó sẽ sinh lên những cái tâm thiện. Mình có những cái hiểu sai, nhận định sai, suy xét sai, như là một cái người phi như ý tác ý, thì đấy được gọi nó sinh lên tâm bất thiện. Thôi như là thì cái, những cái điều đó mình phải thay đổi từ trong cái nhận thức của mình. Ví dụ đầu tiên là mình phải nghe pháp để mình thay đổi cái nhận thức đã. Rồi sau đó mình mới thực hành cái pháp đó bằng cái để thay đổi cái nội tâm của mình, thay đổi cái chi kiến của mình, thì dần dần nó sẽ ngăn được những cái tâm bất thiện đó. Thì cái cách mà đơn giản nhất, dễ dàng nhất đó là mình luôn luôn giữ chánh niệm, thì nào sẽ luôn luôn giữ được tâm thiện. Giữ chánh niệm ở đây là thọ trì một cái pháp thiền nào đấy, rồi mình luôn luôn nhớ nghĩ về cái pháp thiền đó, như là thọ trì cái thiền niệm về sự chết chẳng hạn, đi đứng nằm ngồi mình luôn luôn niệm về sự chết, mạng ta sẽ không có chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn sẽ đến, chắc chắn là sẽ chết, luôn luôn đi đứng nằm ngồi vậy, mình luôn luôn tưởng niệm về cái chết như vậy, thì đấy là chánh niệm, và nó sẽ những cái tâm bất thiện nó sẽ không xen vào nữa, tham sân si nó không khởi lên nữa. Niệm về cái thân này là đất nước lửa gió, đi đứng nằm ngồi luôn luôn quán nó như thế, thì đấy nó sẽ ngăn ngừa được những tâm bất thiện. Niệm các oai nghi, niệm rải tâm từ, niệm về ân đức Phật, niệm hơi thở vào ra, thì mình cứ niệm một cách miên mật, duy trì chánh niệm một cách miên mật, thì đấy là cái cách mà ngăn ngừa cái tâm bất thiện tốt nhất, và nó sẽ đè nén chế ngự, loại bỏ tâm bất thiện, gột rửa tâm bất thiện cao nhất, nó sẽ thủ thắng hơn những cái khác. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Hậu. Thưa sư, con thấy trên mạng chia sẻ rất nhiều lời dạy Ngài Thích Thông Lạc. Có phải Ngài chứng thánh quả Tu Đà Hoàn và thánh quả A-La-Hán? Những lời Thầy nói có tin tưởng như lời Phật không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Để mà đi phán xét, nhận xét một cái người khác, đụng chạm đến lòng tự ái của người khác, thì điều đó nó không hay, nó không nên trên thế gian này. Để mà mình biết được một vị đó có phải là A-la-hán hay không, có phải là bậc thánh nhân hay không, mình cần phải có cái sự thân cận này, hay là mình cần phải nghe đàm luận, hay là biết được những cái lời nói của vị ấy có tương ưng với cái Phật pháp hay không. Thì bây giờ không nên mà không nên bận tâm đến cái việc là vị đó là A-la-hán hay không phải A-la-hán, là thánh hay là phàm, không nên bận tâm, không nên quan tâm, không nên để tâm đến nữa, mà hãy quên nó đi, vì nó chết rồi mà. Quan trọng gì trên đời, mình để tâm đến các bậc A-la-hán như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên đó, các ngài đã nhập diệt rồi, nhưng tấm gương của các ngài thì vẫn còn sáng đến muôn đời,
mình hãy nghĩ đến các ngài thôi, nghĩ đến những các ngài khác làm gì. Nhưng mà bây giờ mình suy xét đến cái lời dạy của các vị ấy có phù hợp với Phật Pháp hay không? Nếu như những cái lời đấy nó đúng ở trong kinh, nó có, nó phù hợp với lại kinh Luật Luận ấy, thì mình hãy tin rằng vị đấy nói đúng. Còn vị đấy mà nói nó không đúng với cái điều gì đó trong kinh Luật Luận ấy thì mình không nên tin. Và bây giờ mình chỉ căn cứ vào Pháp của Phật, còn đây mình học Pháp Phật thì mình học Pháp của ai làm gì. Thì bây giờ Pháp của vị đó đúng hay sai mình cũng nên nên bỏ qua, nên gạt qua một bên, mà mình thọ trì, mình học Pháp của Phật, mình hành Pháp của Phật. Đức Phật còn rất nhiều kinh điển, rất nhiều sách, rất nhiều kinh điển của Phật đây, những cái Pháp học của Phật dạy đây, Pháp hành của Phật dạy đây, mình hãy y cứ vào những cái Pháp của Phật đấy mà học. Cứ y cứ vào một cái người mà mình không biết là vị đó có chân chánh, có đúng hay không thì làm gì cho mất công. Nên là mình hãy không cần bận tâm vị đấy là những người như thế nào, mà bây giờ mình hãy y cứ vào Pháp của Phật để học và để hành. Theo Pháp của Phật là chắc ăn nhất, khỏi phải lo lắng là mình đi đúng hay đi sai. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Anh ạ. Con kính đảnh lễ sư, con là cư sĩ tại gia, hành niệm hơi thở. Về pháp học, con có nghe qua kinh Trung Bộ, Trường Bộ, Tiểu Bộ, Luật Tập Yếu. Con chỉ mới nghe lướt chứ chưa hiểu sâu. Mỗi tháng con có hành 4 ngày bát quan trai là mồng 8, 15, 23, 30 hoặc 29 âm lịch. Về pháp hành, mỗi ngày con có một thời 90 phút lúc 4 giờ sáng, và khi thu xếp được công việc con cũng cố thêm một thời 45 phút. Trong một thời thiền, con nhiều lần thấy ánh sáng mờ tụ lại trước mặt khoảng 5 giây rồi tắt. Con cố chỉ tập trung hơi thở, không nhìn ánh sáng này. Mong sư chỉ dạy thêm để con tiến bộ trong pháp hành. Con xin tri ân công đức của sư và ban tổ chức ạ. Khi mà mình ngồi thiền có những cái hiện tượng đó, thì đó cũng là một cái dấu hiệu tốt. Đấy, nó sẽ xuất hiện những cái chuyện sơ tướng như vậy, những cái nimitta nó xuất hiện. Nhưng mà ở cái bước đầu mình chưa nên để ý đến nó, chưa để tâm đến nó, và cứ tiếp tục quan sát hơi thở. Cứ tiếp tục quan sát hơi thở vào, quan sát hơi thở ra. Dù cái nimitta đó nó có sáng lên, nó có sáng bùng lên, nó có sáng rực rỡ lên, mình cũng chưa vội quan sát nó. Vẫn cứ tiếp tục quan sát hơi thở một thời gian dài, cho đến khi nào cái ánh sáng nó có thể tồn tại được 1, 2, 3 tiếng liền và nó hòa hợp với hơi thở. Thì lúc đấy mình mới được chuyển sang quan sát cái ánh sáng đó. Nhưng mà muốn có được cái định thâm sâu, mạnh mẽ, rực rỡ như vậy thì cần phải có cái thời gian để công phu nhiều hơn nữa. Thì cái sự nghe Pháp với ngồi thiền nó sẽ hỗ trợ nhau. Thế ngoài cái lúc mà mình bận rộn, không những cái lúc mình đi làm các công việc khác không để hành thiền được, cái lúc đấy nên tận dụng những cái khoảng thời gian đó để mà đọc kinh hoặc là nghe Pháp. Thì nghe Pháp cần phải nghe nhiều lần, nghe đi nghe lại. Chứ có những cái Pháp mình nghe một lần không hiểu, nhưng mà nghe đi nghe lại rồi dần dần nó sẽ hiểu ra, dần dần nó sẽ thấm sâu và dần dần mình sẽ hiểu sâu hơn. Càng nghe lại thì mình lại càng hiểu ra được nhiều cái mới. Cứ thế ôn cố chi tân, nên là đối với cái pháp học cũng vậy, cứ phải học đi học lại. Đối với pháp hành cũng thế, cứ phải hành tới hành lui, hành được càng lâu càng nhiều, càng lâu dài càng tốt, và không bao giờ chán nản trong hai cái pháp đó là được. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Tâm Thuận Tánh ạ. Con được biết, theo Phật giáo, con người do duyên mà hợp thành ngũ uẩn, chia hai phần danh và sắc, tức là thân tâm, mà ngũ uẩn là không, không có thực tánh, thân sắc không thật, tâm, thọ, tưởng, hành, thức không thật. Vậy con xin hỏi, khi thân hoại mạng chung, ngũ uẩn là không, thì cái gì còn sinh tử trong lục đạo, cái gì giác ngộ giải thoát? Cái sự thật thông thường ở trên đời này thì nó có hai cái pháp là danh pháp và sắc pháp. Thì tất cả những cái chúng sinh sở dĩ có cái sự hiện hữu ở trên cái cõi đời này do chấp thủ vào cái danh sắc đó, cho rằng cái thân năm uẩn này là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Tức là do vì vô minh cho nên là sinh ra tham ái, vì mình không thấy được cái rỗng không đó. Mình không thấy được cái sinh diệt đó, mình không thấy được cái tính vô thường, cái khổ, cái vô ngã đó,
Cho nên là mình không thể nào dứt được cái ảo tưởng về ta, về của ta, tự ngã của ta. Chỉ khi nào mà mình thấy được cái điều đó rồi thì mình mới buông bỏ được nó. Mới cho nên Đức Phật mới nói rằng luân hồi bao kiếp sống tìm người làm nhà này, tìm mãi mà không gặp, tái sinh hoài khổ thay. Này hỡi người tội cư kia, ngươi bị nhận diện rồi, nhà xây sao được nữa. Rường cột ngươi bị gãy rui mè đã tiêu vong, tâm chứng vô vi mọi tham ái diệt tận. Thì khi nào mình chưa giác ngộ ra được cái tính duyên khởi đó, mình chưa thấy được cái tính sinh diệt đó, chưa thấy được tính vô thường của vô ngã đó, thì khi chết thì chính cái vô minh, chính cái tham ái, chính cái chấp thủ, chính những cái nghiệp lực đấy, nó lại khiến cho mình đi tái sinh vào một cái thân mới. Vậy thì cái ngày nào mình còn vô minh, tham ái, chấp thủ, còn có những cái nghiệp thiện ác, nó sẽ dẫn mình đi tái sanh, thì mình lại cứ bám chấp vào cái danh sắc đó. Bản chất nó luôn luôn sinh diệt, luôn luôn vô thường biến hoại. Nhưng vì mình chưa thấy, chưa giác ngộ ra, chưa nhận diện ra, cho nên là mình cứ bị đeo bám, hay là mình có bị cái dây nó trói buộc mà mình không tìm được cái không thể nào mà tháo ra được cái nút thắt đó. Cho nên là mình cứ bị cái dây nó trói buộc, mà cái dây trói buộc này chính là tham ái, chính là vô minh, tham ái, chấp thủ ấy. Khi nào mình tháo được cái vô minh, tham ái, chấp thủ ấy ra, giống như mình thoát được cái sợi dây đó, thì danh sắc mình không bị dính vào danh sắc nữa, thì lúc đấy được gọi là giải thoát, giải thoát khỏi cái trói buộc đấy, rồi giải thoát khỏi cái thân đa muộn đấy, giải thoát khỏi cái danh sắc đấy, thì lúc đấy không còn cái gì đi tái sinh nữa, thì lúc đấy giống như là thể nhập niết bàn. Còn vì mình chưa nhận diện ra cái dây trói buộc đấy, cho nên mình còn bị cái vô minh, tham ái, chấp thủ này nó trói buộc mình vào trong những cái danh sắc này hoặc danh sắc khác. Lúc thì nó cho mình vào cái thân người, lúc ấy cho mình làm thân châu bò, lúc ấy cho làm thân chư thiên, lúc cho làm thân ngã quỷ. Nó tùy theo cái nghiệp lực mà mình cứ đi tái sinh hoài hoài như vậy. Và cái người nào nhận ra thì được gọi là giác ngộ, cái người chưa nhận ra thì gọi là vô minh. Thì còn vô minh thì còn tái sinh, giác ngộ rồi thì sẽ chấm dứt cái vòng tái sinh đó. Dạ con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Tâm Thuận Tánh ạ. Nếu cho rằng thân tâm ngũ uẩn là không thì có lạc vào đoạn kiến không ạ? Con xin tạ ơn sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân tâm cho rằng cái thân ngũ uẩn này là không. Nếu như mà một cái người mà cho rằng thân tâm ngũ uẩn này là không, mà cái người đấy chưa thấy được cái không đấy là cái gì. Ví dụ như là một cái người này, bây giờ mình đang sống với cái thân tâm, cái tâm của mình nó chưa thấy được cái danh sắc chân đế, nó chưa thấy được từng uẩn một, mà nó chỉ thấy rằng đây là cái thân người. Mà lúc đấy mình lại nói rằng là thân này là không, thì cái đấy là tà kiến. Cái đấy là tà kiến vì mình đâu có thấy là không đâu. Vậy nếu bây giờ mình nói là cái thân này là không, vậy bây giờ có ai đó đánh mình thì mình sẽ thấy như thế nào? Nếu mình là không thì đâu có đau, nếu là không thì đâu có tức giận. Như thế thì mình còn thấy đau, còn thấy tức giận, là còn có cái cảm giác ở trong đấy. Vậy thì nó có với cái người... với một cái người còn thấy nó là có và nó không, với cái trí tuệ thấy không, ngộ ra cái không, là có với cái tâm mà chưa thấy được cái tánh không đó. Thì cái không mà Đức Phật muốn nói ở đây là do vị đó không làm chủ được cái thân tâm này, không làm chủ được cái năm uẩn này. Vị đấy không làm cho nó trẻ mãi không già, không làm cho nó sống mãi không chết, không làm cho nó khỏe mãi không ốm đau gì. Vì vị ấy không có chủ quyền nên mới được gọi là vô ngã, mới được gọi là rỗng không như vậy. Vị ấy không có chủ quyền tự tại gì trên cái thân tâm của mình, cho nên là mới gọi là rỗng không, là vô ngã, là không. Vì nó khổ mà mình không làm cho nó sướng được, vì khổ cho nên là không. Vì nó luôn luôn sinh diệt vô thường cho nên nó khổ. Vì nó có nhân có quả cho nên là nhân sinh quả sinh.
nhân diệt quả diệt. Vậy thì cái vị đấy cần phải thấy ra được cái tính duyên khởi của nó, thấy ra được cái tính nhân duyên của nó, thấy được tính sinh diệt, thấy được cái sự vô thường, mới thấy được khổ mới thấy được cái rỗng không vô ngã của nó. Thì vị đó thấy theo cái pháp duyên khởi nhân duyên như vậy thì mới được gọi là chánh trí, mới được gọi là chánh kiến. Chứ còn vị đó cứ nói không một cách bừa bãi, cái ngôn từ đấy ai mà chẳng nói được, ai mà chẳng nghĩ ra được. Nhưng mà cái trí tuệ để quán thấy được cái tánh không mà ý của Đức Phật muốn nói, để một cái người ngộ ra được ấy, thì cái điều đó lại là cần phải cái công phu thực hành và cần có cái sự chứng ngộ. Thì cái điều đó nó khác. Hai cái này nó còn tùy theo mình hiểu. Mỗi người hiểu cái nghĩa không, cái nghĩa không ấy theo một cái suy luận, một cái cách thức khác nhau. Nhưng mà có người thì hiểu đúng thì là chánh, có người hiểu sai thì nó sẽ là tà. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả không ghi tên ạ. Con thưa sư, trong giới luật thì đổi thay của một vị tỳ kheo sẽ do vị tỳ kheo tự giặt, hay có những ai có thể giặt dùm vị tỳ kheo ạ? Con xin tri ân sư ạ. Dạ, con thưa sư, đó là y áo ạ. Y áo. Thì nói thẳng ra là y áo. Y áo của vị tỳ kheo thì trong giới luật chỉ có quy định thế này. Một vị tỳ kheo không được nhờ vị tỳ kheo giặt y. Thì đấy là giới luật ghi rõ như thế. Không được, tức là không, mà cũng đồng nghĩa với việc là không được nhờ người nữ giặt y. Thế thôi, còn các vị tỳ kheo thì tự giặt được. Có những vị tỳ kheo có bệnh thì nhờ vị tỳ kheo khác giặt, hoặc nhờ sa di giặt, hoặc nhờ cư sĩ giặt thì được. Thì điều đó không sao, không vấn đề gì. Chỉ có cái là không nên để cho người nữ giặt hộ, và nhất là không được, và trong giới luật thì quy định hẳn là không được nhờ vị ni, không phải là thân quyến nhuộm y và giặt y. Nhưng mà vị ni là thân quyến, là chị em ruột, bà con thân quyến thì vẫn có thể nhờ nhuộm y được. Nhưng mà là một vị ni mà không phải thân quyến thì tuyệt đối không được nhờ bà những cái việc đó. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Kusala. Con xin đảnh lễ sư, xin sư vì lòng từ mẫn mà giải đáp câu hỏi này của con. Thưa sư, con thường xuyên bị vấn đề ở mũi, nghẹt mũi khi hành thiền hơi thở Alapanasati. Sự ghi nhận hơi thở của con trở nên khó khăn, hơi thở yếu và khó nhận ra, không thể cảm nhận rõ ở điểm xúc chạm. Thưa sư, con nên làm sao ạ? Con xin tri ân sư ạ. Vậy thì trước khi vào ngồi thiền hơi thở ấy, nhờ nên thực hành thiền rải tâm từ chừng 30 phút trước. Ví dụ mình nhắm mắt vào, mình hình dung ra một cái người mình kính trọng, mình niệm câu là cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy. Cứ niệm 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 như thế. 30 phút sau cái tâm nó định tĩnh lại, thì cái lúc ấy mình không cần quan sát hơi thở mà chỉ cần hướng tâm đến hình ảnh của cái người đó, hoặc là một đám đông nào đấy cũng được, phải mình niệm cái câu đó. Rồi một lúc sau khi tâm nó tĩnh lại rồi thì cái hơi thở nó trở nên vi tế, nó trở nên rất là nhẹ. Thì lúc đấy mình quay về mình nhận biết hơi thở thì nó sẽ thấy, thì những cái nghẹt mũi nó sẽ tiêu tan đi. Thì cái lúc đầu ấy, do cái tâm nó còn thô, cái thân nó còn thô nên nó cần lượng oxy nhiều. Có thể là do cái mũi của mình nó bị hẹp quá, nó không có thở được nhiều oxy cho nên mình cảm thấy nó bị nghẹt. Nhưng khi cái tâm nó tĩnh lại rồi, nó không cần nhiều oxy nữa, mình chỉ cần một lượng oxy rất là nhỏ, ít thôi, thì lúc đấy nó không cần thở mạnh nữa. Thì dù có bị bệnh nghẹt mũi vẫn hành thiền hơi thở được. Nhưng mà cái tâm của mình nó phải tĩnh thì mình vẫn hành được. Nhưng cái tâm nó còn động thì không hành được. Vậy nên trước khi vào ngồi thiền hơi thở, mình hãy thực hành một cái pháp thiền khác, rồi sau đó mới quay về hơi thở, thì sẽ thấy hơi thở nó đơn giản dễ dàng, không có vấn đề gì nữa. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả An Tuấn ạ. Thưa sư, cho con hỏi hành thiền tâm từ là như thế nào, và mỗi lần thiền tâm từ trong thời gian bao lâu, có nên thiền tâm từ thường xuyên không ạ? Con cảm ơn sư ạ. Thiền tâm từ thì cũng đấy, như sư vừa hướng dẫn ở câu trước đó. Nhắm mắt vào, mình hình dung đến một cái người mình kính trọng,
Thì mình niệm cái câu cầu mong cho người hiện tiền này thoát khỏi hiểm nguy, cứ niệm niệm như thế. Thì trong thời gian bao lâu tùy ý mình, 30 phút, 40 phút hay 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đều được hết. Nếu như một cái người mà chuyên tâm thực hành thiền tâm từ để đắc thiền tâm từ thì cần phải thực hành chuyên sâu, liên tục càng lâu càng tốt, và thực hành hàng ngày đều được cả. Rồi dần dần mình mới mở rộng tâm từ đó đến những người, tất cả những người mình kính trọng, rồi những người mình thương không ghét, rồi những người mình ghét. Nhưng mà mình phải luôn luôn hành thiền tâm từ trên những người cùng phái. Tức là người nam thì trải tâm từ đến người nam, chứ người nam đừng trải tâm từ cho người nữ, vì tránh sinh ra cái luyến ái. Người nữ cũng vậy, trải tâm từ đến người nữ chứ đừng hướng đến người nam. Thì khi mình hình dung ra cái hình ảnh của người nam một cái, mình lại sinh ra cái tâm tham ái. Thế là cái trải tâm từ như thế, và không trải tâm từ đến những người đã chết, trải tâm từ những người còn sống. Mới tập thì tập trên những người mình kính trọng, thuần thục rồi thì mình tập trên những người mình bình thường, không yêu không ghét. Khi mình đã thành tựu rồi thì hành thiền tâm từ đấy trên cả những người mình ghét, thì nó sẽ xóa bỏ hết những cái oán hận thù hiệp. Những cái người nào mà thường xuyên thực hành thiền tâm từ thì sẽ có lợi ích lớn. Ngủ trong an lạc, thức trong an lạc, được mọi người yêu quý, chư thiên yêu quý. Những người đấy có sắc diện cả ái, dễ thương, sinh ra ở đời nào thì cũng sẽ có tướng hảo. Và cái người đấy sẽ là cái người rất là xinh đẹp do cái lòng từ ái đó. Thì có nhiều cái công đức, hoặc là chết sinh về cõi phạm thiên, hoặc là không, mình thực hành thiền tâm từ rồi mình thực hành thiền tuệ sẽ chứng đắc niết bàn. Thì thực hành thiền tâm từ rất là có lợi nè. Thì tùy theo khả năng của mình hành chuyên sâu cũng được, mà hoặc là trước khi vào thiền hơi thở mình đại tâm từ 30 phút rồi sau đó chú trên hơi thở cũng được. Thế đấy, nó còn tùy theo một cái thực hành pháp là vậy, tùy theo sự lựa chọn của mỗi người. Có thể là chuyên tâm hay là chỉ thực hành một cách hỗ trợ một chút xíu thì cũng đều được hết. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Trí Tâm ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, hiện tại do bệnh về lưng nên mỗi thời thiền con chỉ ngồi được khoảng 30 phút vào buổi sáng và cố gắng ngồi đều mỗi ngày, thêm vào buổi tối. Lúc trước thì con thường đặt tâm vào cửa mũi, nhưng khi có tâm bệnh này hoặc bệnh kia, hoặc cả hai bệnh. Nhưng trong một bài pháp, con có nghe sư nói nên đặt tâm vào một chỗ và quan sát hơi thở vào ra. Nên bây giờ con đổi sang ở điểm giữa, dưới mũi. Có lúc cảm nhận được sự xúc chạm, nhưng có lúc không cảm nhận được sự xúc chạm trong thời gian lâu và không dễ chú tâm vào hơi thở như ở cửa mũi. Vậy con nên tiếp tục như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cứ để tâm vào điểm xúc chạm, tức là vào cái da ở môi trên, hoặc ở cánh mũi, hoặc ở chóp mũi cũng được. Mình thấy hơi thở vào ra nó sẽ chạm chạm qua đấy, cho nên gọi là điểm xúc chạm. Nhưng mà mình không nên chú tâm quá sâu vào điểm xúc chạm đó, mà khi thấy được cái luồng hơi thở vào ra rồi thì mình lại quan sát cái luồng hơi thở đó, nhận thấy cái hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Thì khi mình chuyển tâm, mình quan sát hơi thở đấy, thì có thể cái điểm xúc chạm nó không còn quá rõ ràng nữa, thì cũng mình đừng đi tìm kiếm lại. Đừng, tức là đừng quá bận tâm, quá chú trọng vào điểm xúc chạm, mà nên hướng tâm về điểm xúc chạm, rồi sau đó biết hơi thở ở điểm xúc chạm đó. Thì sẽ có lúc nó biết trong điểm xúc chạm, có lúc thì nó luôn luôn biết về hơi thở. Thì mình cũng đừng quá đi xoay xét, đừng quá quan trọng nữa. Cứ thực hành một cách nhẹ nhàng, tự nhiên thôi. Chứ đừng quá là lo lắng và bất an như thế. Về thực hành được càng nhiều thì càng tốt. Khi nào nó mệt thì mình có thể thực hành các cái tư thế khác nhau. Mình có thể ngồi giữ lưng thẳng mà nó đau lưng, có thể tựa lưng một chút cũng được. Ngồi trên ghế thả lỏng chân ra cũng được. Hoặc là mình lúc nào mệt thì đứng lên, thực hành trong oai nghi đứng, hoặc bước đi vài bước, lại đứng lại chú tâm trên hơi thở cũng được. Nếu mình kiên trì, mình có thể thực hành trong nhiều cái tư thế, trong nhiều cái oai nghi khác nhau. Thì khi nào mà cái sự thực hành nó tốt lên rồi, nó có hỷ lạc, có khinh an, có cái sự an lạc rồi, thì lúc đấy mình sẽ thấy rằng cái đau nó không quấy nhiễu được nữa. Thì lúc đấy mình sẽ ngồi được nhiều lên. Thì bây giờ ngồi được 30 phút rồi, cố gắng ngồi lên 40 phút, 50 phút, rồi dần dần lại tăng lên 60 phút, để tăng nữa lên. Thì càng ngồi lâu thì càng cái định nó sung mãn lên, mình sẽ vượt qua được những cái đau nhức ở trên thân này,
Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Chí Tâm ạ. Con kính bạch sư, sư cho con hỏi, do hàng ngày ngoài ngồi thiền ra, con còn thường thực tập tỉnh giác, biết rõ trong bốn oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, hay những lúc sử dụng thân thể ngoài bốn oai nghi đó, con cũng thực tập tỉnh giác, biết rõ. Xin sư chỉ rõ cho con, ghi nhận như thế có đúng không ạ? Có, con đúng, cũng tốt nhé. Ngoài cái lúc nhờ thời ngoài cái lúc hành thiền ra, khi đi đứng nằm ngồi mình luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, biết về mình đang đi đứng nằm ngồi, thì những cái niệm đấy đấy được gọi là những cái pháp về niệm thân ấy, niệm oai nghi và tỉnh giác trên các cái oai nghi đấy sẽ rất là tốt, nó sẽ hỗ trợ cho những cái lúc mình ngồi thiền nó sẽ vào được định sâu. Còn nếu như là mình không có niệm các oai nghi ấy, tâm nó sẽ phóng dật, tâm nó sẽ đi lang thang, nó sẽ bất thiện, nó sẽ khởi lên. Còn nếu như mình niệm được các oai nghi đó thì mình chế ngự được những tâm bất thiện rất là nhiều, hỗ trợ cho cái giờ hành thiền được rất là cao. Còn nếu như mình thuần thục trong những cái chánh niệm các oai nghi đấy rồi thì khi đi đứng nằm ngồi mình lại niệm cái thân này nó là phải già, phải bệnh, phải chết nữa, hoặc đấy là mình tăng thêm, hoặc là mình quán cái thân này nó là những cái 32 thể trược đi đứng nằm ngồi đến nước, hoặc là nó là thân tứ đại, thân năm uẩn, sinh diệt vô thường của vô ngã đến nước, thì tùy theo mình có thể quán những cái pháp đó thêm thì vào những cái oai nghi đó vẫn được, thì cái điều đó là tốt và nên thực hành như vậy miên mật thường xuyên hàng ngày cho nó thành cái thói quen. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Trí Tâm ạ. Cho con hỏi thêm, do định lực yếu lên lúc trước khi con bị bệnh, khổ thọ sinh khởi mạnh quá, tâm con không an trú được trên hơi thở hay các pháp hành khác như niệm ân Đức Phật hay tâm từ bi, hỷ, xả, và có tâm bất thiện khởi lên. Con biết nếu cận tử mà tâm bất thiện khởi lên liên tục như vậy thì sẽ tái sanh cõi ác. Trong những lúc như vậy con nên tác ý như thế nào, hay hàng ngày nên tác ý thế nào ạ? Kính mong sư chỉ cho con. Những cái tâm bất thiện thì mình còn đang tu tập mà mình chưa đoạn trừ được nó thì nó vẫn khởi lên. Nó khởi lên một chút mình cũng đừng quá là lo như thế. Bởi vì cái cận tử nghiệp nó là những cái nghiệp mà mình đã tích lũy, nó là những cái nghiệp mà mình đã tạo tác ở trong suốt cái kiếp sống. Lúc đấy cái nghiệp nào nó mạnh thì nó sẽ khởi lên ở cái thời điểm cận tử. Nếu như một cái người mình biết tu tập như là cái công phu của mình, lễ Phật tụng kinh, nghe pháp ngồi thiền giữ giới hàng ngày, nó đã tạo thành những cái thiện nghiệp, nó đã tích lũy đấy rồi, thì đến lúc mình chết cái nghiệp đấy nó sẽ trỗi lên, nó sẽ trỗi dậy, trừ khi mình có những cái nghiệp bất thiện mình tích lũy lâu quá thì nó mới trỗi dậy thôi. Còn một vài cái tâm vọng tưởng, những cái niệm bất thiện đấy nó khởi lên, nó chỉ là những cái vọng tưởng đấy thôi thì chẳng đáng sợ, chẳng đáng lo về cái cận tử đấy, mà mình hãy lo cái hiện tại này, lo tu tập để phát triển cái chánh niệm mà về một cái pháp nào đó cho nó công phu, cho nó miên mật, cho nó mạnh mẽ lên là được. Tự nhiên là bây giờ mình chú trọng vào cái việc như là giữ giới, nhất là giới về thu thúc các căn, nó sẽ hỗ trợ cho cái việc hành thiền và nó sẽ đối trị được những cái tâm bất thiện đó. Nhưng hàng ngày có thể là mình hành thiền xong nhưng mà mình không thu thúc các căn, thì mình xả thiền ra, mình lại đi nói chuyện nhảm nhí, thân cận những cái người bất thiện, sống ở trong một cái môi trường có nhiều ô nhiễm, làm cho các căn của mình nó tiếp xúc với những cái cảnh ô nhiễm hàng ngày, luôn luôn khởi lên sân hận, luôn luôn khởi lên tham ái, thì đến lúc hành thiền thì những cái tâm bất thiện nó sẽ trỗi dậy thôi. Thì giờ mình phải để ý những cái đó nữa, là cái môi trường mình đang sống đấy nó phải là lành mạnh cơ, rồi mình phải hỗ trì được các căn, muốn sống tốt thì mình phải có một cái tịnh thất để mình sống độc cư được, mình có cái thời gian ngoài cái giờ hành thiền ra mình nghe pháp để mình chìm đắm ở trong cái giáo pháp đó, rồi những cái lúc thuận lợi là mình phải công phu hành thiền, mình tùy theo cái tâm tánh của mình hành những cái pháp thiền phù hợp để đối trị những cái phiền não thô thiển đi, sau đó mình chuyên sâu thực hành một cái pháp thiền nào đó lâu ngày thì chánh niệm nó mạnh lên thì những cái tâm bất thiện dần dần nó sẽ
hết đi. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Thu Ngân ạ. Con xin kính đảnh lễ sư, con kính mong sư chỉ dạy cho con một việc như sau. Con sống tại gia, còn vướng bận nhiều phận sự, bị trói buộc không thể dứt ra được. Con biết rõ, được làm người lại gặp được giáo pháp của Thế Tôn thật là khó. Con thấy tâm luôn bị giằng xé giữa thực hành lời dạy của Thế Tôn và phận sự đời sống tại gia. Con cái làm con mất nhiều thời gian và tâm trí. Không chỉ vậy, con có một người con sức khỏe rất yếu, đau ốm nhiều. Người con này tuy rất thông minh nhưng khó dạy, làm con phiền lão nhiều. Cho dù con thấy rõ sự nhàm chán đời sống tại gia, sự lợi ích của sự xuất ly, nhưng con không đủ mạnh mẽ để từ bỏ mọi thứ, nhất là con cái. Vậy nên sống tại gia nhưng không được sự an vui. Kính mong sư chỉ dạy cho con nên đặt tâm như thế nào để con được an vui. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Thì đó là mình thấy được cái cuộc đời này là khổ, thì đấy cũng đã là mình có cái chánh kiến rồi, đấy là có được cái trí tuệ rồi. Đôi khi chính những cái điều đó giống như là cái sứ giả đã thông báo cho mình biết được cuộc đời là khổ như vậy. Đức Phật cũng vậy, người có vợ thì khổ, vợ có chồng thì khổ, vì chồng có con thì khổ, vì con có tài sản thì khổ, vì tài sản. Còn đối với cái người người ta vô minh thì người ta cứ nghĩ rằng có vợ thì vui với vợ, có chồng vui chồng, có con vui với con, có tài sản vui với tài sản. Thì cái đấy Đức Phật không tán thán. Còn cái người mà nhìn thấy cái khía cạnh về khổ đau ấy, thì mới là cái người biết nhìn nhận đúng. Và cái mà mình muốn thoát được ra ấy, không phải là dễ. Có thể là mình cần phải nguyện, có thể là kiếp này đến kiếp sau nó mới thành tựu. Nếu như mà mình cảm thấy là cái cuộc sống thế gian nó vui ít khổ nhiều, đáng nhàm chán như thế này rồi, thì một là mình phải chấp nhận làm tròn phận sự của cái người làm cha, làm mẹ, làm con. Sau khi mà mình đã làm xong hết các phận sự của mình rồi, lúc đấy mình mới có thể buông bỏ được cái đời sống thế gian để mình chuyên tâm tu tập mà no về đạo giải thoát được. Như là cái người còn có cha mẹ già ốm đau chẳng hạn, thì cái người đấy vẫn phải chăm cho đến khi cha mẹ qua hết cái bệnh đó, hay là con cái mà còn thơ còn dại mà chưa trưởng thành, thì mình vẫn phải làm hết cái phận sự đó cho đến khi nào con cái đã tự khôn lớn trưởng thành rồi, lúc đấy mình mới được làm cái phận sự tu tập cho bản thân mình sau. Vì mình đã chót gieo nhân rồi, giờ nó ra quả lành hay là quả dữ thì mình cũng phải chịu trách nhiệm với cái thành quả của mình thôi. Khi nào mình làm hết trách nhiệm rồi thì mình hãy luôn luôn tâm nguyện là mình không có tạo nhân khác nữa. Hãy luôn luôn là mình nguyện rằng là khi nào mà làm hết cái phận sự thế gian ở đời này thì còn cái giai đoạn cuối đời mà mình còn được tự do tự tại thì mình hãy giải thoát ở trong đời này. Còn nếu như mình biết là cái đời này mình không trả hết nợ đời, mình chưa thể rút ra được, thì phải nguyện đến đời sau, thì phải nguyện rằng đời sau hãy đi xuất gia từ khi còn trẻ, đi xuất gia từ sớm, đi xuất gia trước khi lập gia đình. Mình phải nguyện như vậy mỗi khi tạo phước, tạo những cái phước thiện gì giữa giới, cung kính lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp hành thiền xong, mình đều nguyện như thế. Thì cái nguyện nó thâm sâu, nó mạnh mẽ, nó sau này nó mới thôi thúc cho mình dứt bỏ sớm được. Còn cái nguyện mà yếu là sau này mình cứ bị nửa nọ nửa kia. Tại vì cái đời này mình bị nửa nọ nửa kia như vậy, tâm thì muốn xuất ra nhưng mà thân không có thoát ra được, nên là do đời trước mình cái nguyện nó không được mạnh, nó không thâm sâu, cho nên nó không thôi thúc mình từ sớm. Giá nó thôi thúc mình từ sớm thì mình đi xuất ra sớm thì mình đã thoát sớm rồi. Vậy nên là cần phải nguyện cho nó mạnh mẽ, thì cái đời này không thành tựu được thì đời sau nó sẽ thành tựu. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Phượng ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thưa sư, con là Phật tử tại gia. Con đang học giữ năm giới và ăn chay. Con nghĩ bước một là để thanh lọc thân tâm và đang sống theo luật nhân quả. Như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Giữ năm giới và ăn chay là sống theo luật nhân quả.
Sống theo luật nhân quả thì tốt, thì luôn luôn trong mọi cái hành động, trong mọi cái lời nói, trong mọi cái suy nghĩ của mình luôn luôn nhận thức được cái việc này là thiện hay là ác, nó để lại cái quả báo tốt hay xấu trong tương lai. Thì luôn luôn nhé, trong mọi cái hành động như thế mình luôn luôn phải quan sát về cái nhân quả đó. Thì nếu như mà mình mà sống được với cái tỉnh giác như vậy, tỉnh giác về nhân quả như vậy thì sẽ rất là tốt, sẽ làm cho cái người đấy mình có được cái sự tiến bộ lớn ở trong cái giáo pháp này. Thì một cái người luôn luôn tỉnh giác về giữ năm giới cũng như thế, cũng tốt. Người tại gia mà giữ được năm giới một cách hoàn toàn thanh tịnh và luôn luôn có cái sự tỉnh giác về nhân quả trong mọi lời nói hành động của mình nữa, rồi dần dần những cái pháp giữ giới này nó sẽ thuần thục đi, những cái pháp quán về nhân quả trong cuộc sống nó sẽ thuần thục đi, rồi mình sẽ thọ trì những cái pháp cao hơn nữa, thọ trì những cái pháp như tu về nội tâm, thực hành một cái pháp thiền chỉ quán nào đó nữa, thì sẽ tạo được công đức lớn hơn nữa. Nhưng nếu như mình đã biết đến đạo rồi thì mình cũng phải đi như vậy, từ thấp đến cao, như học sinh như học từ lớp 1, xong rồi thì lại học lên lớp 2, lên lớp 3, lớp 4, năm, chứ đừng có tự mãn, nghĩ là tôi giữ được năm giới này tôi đã là tốt lắm rồi. Thì như vậy là mình giống như cái người mình mới lấy được cái vỏ cây, mình đã tự mãn rồi, mà cái nõi cây nó còn xa. Thì cái mình cần phải giữ giới rồi, mình cần phải tu tâm nữa, tu tâm thực hành rồi, sau đó mình phải tu về tuệ nữa, tức là phải nghe pháp nhiều nữa và phải thực hành thiền nữa. Cứ giữ giới mà không nghe pháp, không hành thiền thì vẫn còn ở thấp, phải giữ giới, phải đi với nghe pháp và hành thiền nữa cơ, thì mình mới đạt được những cái công đức lớn hơn nữa. Dạ, con thưa sư, đã hết tất cả các câu hỏi trong phần hỏi pháp và trình pháp ngày hôm nay ạ. Mọi người hồi hướng. Idamme punyam asavakadam vahamotu idamme punyam nibbanasa panchajo hotu mama punya bhagam sabbasadhanam pacemi tesape medamam punya bhagam napandu sadu sadu sadu.